Hello, 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 xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay bên mình về đó là một lô, đó là iPhone 6S Plus. Đây là phiên bản gọi là có thể nói là vừa tầm nhất, đó là phiên bản với dung lượng là 32GB. Thì bên mình thì chủ nghĩa là chuyên làm lô hàng đẹp, hàng chất, giá có thể cao một chút nhưng mà quan trọng hàng nó chất, nó zin, nó phải keng. Đây là mình quay chi tiết góc cạnh các bạn nhé. Đây là phiên bản 32GB với cái tỷ lệ màu cực kỳ đẹp. Đấy, zin keng từ vỏ các bạn đã xem rồi. Bây giờ mình cho các bạn xem kính nhé. Đấy, nó cực kỳ gọi là đẹp luôn. Đây là nó chỉ là bẩn thôi, nhưng mình dùng cồn lau đi dán lên thì lại đẹp keng luôn. Lau bẩn thì không tránh được vân tay các kiểu. Thì với cái mức giá hiện tại mình đang giao số lượng nó là rơi vào hơn 2 triệu. Quận mua lẻ nó sẽ chỉ nhỉnh 3 triệu thôi, nhưng mà hàng nó chất, 32GB đủ dùng các bạn nhé. Màn hình rất lớn, vừa tầm ở phân khúc, không có đối thủ luôn. Bên mình có ship COD toàn quốc, app số điện thoại 0567 0518.